Trên bonsai Tiền Giang nha. Nay mình quay cây ổi 200 vành lại nha mấy bạn. Đó, cây này hổng che quá, không thấy gì hết. Nay mình quay cận cảnh cho mấy bạn xem luôn. Ổi cực kỳ già. Đó, ổi này hơn 200 vành. Cây này mới làm lại nha mấy bạn, mới sửa, mới vô nhôm. Nước đời. Đó, các bạn xem mấy cái nu của nó nè. Cực kỳ nu luôn. Đó, mình zoom gần cho các bạn xem. Đây là cái gốc nha mấy bạn. Nu cực kỳ nu, nu từ gốc tới ngọn luôn. Này là hàng khủng khiếp. Khai thác ở trong rừng nha các bạn. Đó, đế cực kỳ đẹp luôn. Hơn 200 quạch. Đó, bạn xem mấy cái nu của nó nè. Cực kỳ đẹp luôn, cây hàng khủng khiếp. Đó, nuôi xa cho các bạn xem. Đó, mấy bạn có nhu cầu thì liên hệ anh Việt luôn nha. Cây này của anh Bonsai Quốc Việt luôn nha các bạn. Nó rễ này là che thân, nó lại nắng quá, che thân nó lại luôn. Cây này thì mấy trăm năm rồi. Rồi mấy bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh Việt nha, 0987853939. Đủ mọi thể loại luôn. Bạn xem thấy hay nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Nhấn vào đăng ký, like và chia sẻ ủng hộ giùm mình luôn. Rồi, chào tất cả các bạn.